Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Chạy Cá La Hán AMG nha. Thì nay em tiếp tục lên một clip mới nhằm giới thiệu với anh em những cá chất lượng cũng như cá VIP ở trại. Thì bé đầu tiên thì anh em thấy đây là một bé Campha nền màu rất là rực rỡ và đa sắc luôn. Đỏ, cam, vàng, hồng thì có hết. Cặp mắt vàng rất là ngầu. Thì bé này hiện tại thì size 2 ngón thôi, trâu thì anh em khỏi chê rồi, full mã phần mặt và phần đầu luôn, body kỳ cờ cực kỳ chuẩn. Thì sẵn này clip này là em nhằm muốn giới thiệu với mấy anh em những bé cá chất lượng, còn anh em nào yêu thích cũng như muốn tham khảo thì biết thêm nhiều thông tin thì có thể liên hệ qua số hotline và Zalo trên màn hình giúp em. Và tiếp theo thì em muốn giới thiệu đây là một bé full red với hàng chữ đen rất là lạ. Cặp mắt là mắt vàng luôn, đa phần bên em là mắt trắng và mắt vàng là chủ yếu. Thì đây là những bé hàng tuyển chất lượng. Những bé này thì em đang vô chế độ ăn là sáng tôm trộn AMG, chiều cám viên AMG. Thì một tuần thì em sẽ cho nó ăn thêm một vài buổi là ăn trùng huyết nữa. Và bên cạnh đó thì anh em để ý là những clip cá của bên em á, thì lúc nào em cũng cho cá kè liên tục. Ngoài bộ kè kiến thì anh em nên làm một cái hũ để mua một con két thả vào để cho nó kè thêm. Tùy vào những nách cá khác nhau mà nó thích kè cái nào để đạt phong độ tốt nhất thì anh em nên cho kè lâu hơn. Và bộ kè của chúng ta á, thường thì anh em nên sắm cho em ba cái. Thứ nhất là kiến kè trụ giống như trong clip, cái thứ hai là một con cá két, và cái thứ ba đó là một miếng kiến nhỏ để giúp anh em mỗi lần cho ăn xong đưa qua đưa lại để giúp cá nó sung và dạng hơn. Và như anh em thấy thì đây là em show cho anh em những bé cá chất lượng của trại, và giá thì anh em có thể liên hệ qua số hotline và Zalo cho em để biết thêm nhiều thông tin cũng như có thể trao đổi thêm. Mà thì bé này là nền GB rất là đẹp, với cặp mắt trắng, đầu là rất là tròn và ngầu luôn. Những anh em nào mà thích săn cá VIP thì có thể liên hệ cho em. Vì bên em chỉ chuyên về cám AMG, bên em nghiên cứu và làm ra. Và bé này thì tầm khoảng một ngón rưỡi, trâu rất là đẹp nha, bản đuôi rất là to. Nuôi Campha thì có những con nó đầu nó chậm á, thì anh em nên vẫn kiên trì giữ cho em là body và nuôi tốt nhất có thể để size lớn á, nó sẽ chỗ đầu sau. Còn bé nào mà đã chỗ sẵn thì anh em đã may mắn rồi. Và bên cạnh đó thì em giới thiệu cho mấy anh em thêm một số hàng tuyển Campha F3 2 tông nha anh em. Đây là Campha F3 2 tông, hàng tuyển đầu tròn, trâu full đầu rất là đẹp. Và đây là một bé full red hình Campha F2. Thì bé này tầm khoảng size một ngón rưỡi. Đó, như anh em thấy thì bé này rất là VIP luôn. Anh em nào yêu thích là màu đỏ vàng thì có thể nhanh tay liên hệ. Và đây là cái cách em làm hũ kè. Rồi tiếp theo đây là một bé nền Campha F3 2 tông với cặp mắt trắng. Đầu anh em thấy có thể rất là tròn luôn, tròn như trái chanh vậy đó. Và đây là bé hai tông lát xích, nhãn lát xích cổ điển á. Anh em nào yêu thích cổ điển thì cũng có thể sở hữu em nó. Và đây là một tiếp tục lại một bé hàng tuyển Campha F3 2 tông. Trâu là full đầu. Bản đầu tròn rất là đẹp. Và đây là một bé anh em nào yêu thích mà dạng làm giống thì có thể liên hệ với em chốt bé này. Bé này thì toàn diện về trâu và mắt trắng, đầu rất là tròn, và bên em cũng đã test rất là ok. Xíu nữa anh em có thể thấy là bầy bột ở cuối clip em đang ra với 7 ngày tuổi. Thì đa phần bên em là chỉ ra nền màu đỏ vàng là chủ yếu và full đỏ, vì cái giống tụi em bên em duy trì nó là đã như vậy rồi.
Nên anh em nào yêu thích những cái nền màu đúng gu á, thì anh em có thể nhắn tin cho bên em để có thể gửi thêm nhiều cá khác nữa. Mà đây là một bé nhí tiễn VIP của em. Đó, anh em cá nhí thì để mà sung và dạng và cấn đầu nhô cao như vậy thì anh em ngoài thức ăn ra anh em nên cho kè nhiều vô. Và mà con cá mà nó chưa chịu bơi, chưa chịu kè lượn đó, thì anh em nên tập và thay đổi cho nó những kiểu khác để tránh con cá nó nhàm chán. Thì hiện tại thì em chủ yếu là clip này em lên giới thiệu cho anh em những bé VIP. Bên cạnh những clip trước là em lên hàng cho anh em mới chơi sinh viên, thì giờ em muốn lên những bé hàng tuyển chất lượng như anh em đã thấy trong clip rất là xuất sắc luôn. Thì đây là một bé nền màu hai tông đỏ vàng rất là đẹp nha, anh em thấy có thể phần trâu mặt rất là ngầu và chia đều trâu qua hai bên nữa, rất là sáng luôn. Cá bên em thì rất là sung và dạng, anh em nào yêu thích thì có thể nhanh tay để có thể trao đổi thêm nhiều thông tin. Đó, ngoài ra thì em còn dán một cái kiếng nhỏ hơn trước, và bên cạnh đó là vừa kè cá trực tiếp mà vừa có cá kè trong hũ nữa. Thì hai loại cám mà anh em đang sử dụng đó là cám viên AMG Butter và combo nguyên liệu thành phần thơm trộn, và giá mỗi loại chỉ 80k. Anh em nào mới chơi cũng như là anh em nào mà chưa sử dụng thì có thể là muốn trải nghiệm thì có thể nhanh tay nhắn tin qua số hotline và Zalo trên màn hình để có thể đặt hàng. Và khi anh em nuôi ở nhà, nếu mà nuôi hai hộ nên chừa ra một cái khoảng này làm một cái vách ngăn để có thể dỡ ra cho hai con kè chung với nhau, đó là một cũng là một cách kè. Và hai bé này là size tầm độ ngón cái, và giá anh em nào yêu thích mua một cặp này đó, nó đã hợp kè sẵn rồi, em đã ghép sẵn từ nhỏ đến lớn rồi, thì nếu mà một cặp này thì em sẽ để giá ưu đãi cho anh em nào nhanh tay và chốt sớm nhất cho em nó. Và tiếp theo là đây là một bé nền cọp, trâu cọp với cặp mắt trắng rất là ngầu luôn. Xíu nên em thấy là cá khi mà kẹo với két là tạo ra dàn khung rất là cứng cáp luôn, bản đuôi bao cho anh em là đuôi to nha. Một khi em lên em nói hàng chất lượng thì không có gì phải bàn nữa, cá đúng clip đúng chất lượng luôn, bao tật lỗi cho anh em. Những sai như vậy thì nuôi campfire chủ yếu là anh em nên cho cá kè nhiều để tránh tình trạng là bể sai cá, cũng như là giữ form dáng chuẩn nhất có thể. Thì két anh em có thể lựa chọn ở từng size cá khác nhau, giống như anh em ở nhà nuôi size một ngón thì mua con sắm con két tầm khoảng một ngón, hoặc là size từ hai ngón ba ngón thì sắm con két bự hơn, và ít nhất gì anh em cũng nên sắm một con két để khi nuôi la hán nó sẽ tốt hơn. Và cảm ơn anh em đã xem hết clip. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm cũng như muốn đặt hàng về thức ăn cám AMG thì có thể liên hệ qua số hotline và Zalo trên màn hình giúp em. Và anh em hãy nhấn nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video mới về cá ở trại La Hán AMG và những bé cá chất lượng. Chào anh em nha. Và cuối cùng đây là một bầy cá bột mới mà bên em đang ra được một tuần tuổi, và số lượng gần như là gần 1.000 con.